con này. Nhưng mà tự nhiên đang yên đang lành, phòng mày ở bển mày chạy qua cái nhà lá đó chi vậy? Chị nụ, chị thấy thiệt hả? Tỉnh lại coi, nói coi đàng hoàng coi. Chị nụ, nghe em nè, nó cao hay nó thấp, nó mập hay nó ốm, tóc dài tóc ngắn, trắng hay đen. Chị nụ. Điên hả? Tao mà thấy được nó chắc tao chết rồi. Ôi chị Bella, nó mới thập tử nhất sinh giờ chị hỏi gì hỏi dữ vậy? Này đâu phải phim điện ảnh đâu mà chị tìm hiểu tính cách nhân vật. Thì không biết mà hỏi. Em mới chạy qua bển đó chị nụ, em đâu có thấy cái gì đâu. Chị có thấy thiệt không? Đó, đâu thấy gì đâu kìa. Thấy gì mà kể đi. Không biết sao á, dạo này tôi cứ có cảm giác giống như là có ai đó cứ nhìn chằm chằm vô mình. Với lại giống như là đang rình mò tôi vậy đó. Thôi, nhưng mà mọi người đừng có bán tin bán nghi làm gì. Cái nhà bên đó là tôi nè, tôi kiểm chứng nè. Chúng mình là bỏ lâu rồi, khóa cửa không có ai ở trong hết á. Lỡ ai trốn ở trong đó rồi sao? Trời ơi, cái nhà cái lỗ chó cũng không có ai trốn được, chẳng lẽ đập ổ khóa vô, đúng không? Không có ai, đừng có lo, chắc là con này nó bị quấn gà thôi. Mà từ trước giờ có ai ở cái nhà đó không? Trước giờ hình như có nha, nhưng mà lâu lắm rồi. Không, con không tin. Trời, con này đúng như mình dự đoán. Ương mà. Không lẽ xóm này có ma? Thôi, bậy bạ. Có. Chỉ có ma mới làm mấy chuyện đó thôi à. Thì em mất đồ được tùm lum tà la hết trơn nữa. Đúng rồi. Cái quần xịp của con Victor. Rồi cái vớ của con Song Thư. Cái tô của tôi nữa, đúng rồi. Hay con má nó cũng cần quần xì, rồi cần tô. Không, ví dụ như là đồ lót, vớ thì mình nó biến thái, mình phân tích, mình hiểu. Còn lấy tô làm gì? Không lẽ nó ăn hủ tiếu, nó ăn mì? Không chị, nhưng mà bây giờ mình chưa biết nó là ma hay nó là người. Cứ cho nó là ma đi. Nhưng mà tại sao nó không ở xóm khác? Nó lại ở xóm mình. Thì nhiều khi con ma buổi sáng nó đi chơi, đi ngủ. Rồi xong rồi tối mới về sớm mình. Có khi nó thích mày không chị? Thích chị nụ ơi. Thôi nghe. Thời buổi hiện đại làm gì ma cỏ vậy đây. Đừng có mê tín dị đoan, ông chúng mình không thích đâu á. Bây giờ mình đừng có bàn tán phát tán mê tín dị đoan nữa. Ông chúng mình mà biết là đuổi cổ cả lũ. Thông báo với mọi người là sắp tới hạn đóng tiền nhà rồi. Mọi người lo chuẩn bị tiền đóng tiền nhà là trên hết nha. Còn chuyện ma cỏ tính sau nha. Đâu mà ma với chả cỏ không biết nữa. Chị Hương này. Ê, cũng đi mướn nhà mà làm cái mặt rảnh lắm. Người ta chủ nhà ta không đòi mắc gì bả đòi. À, hay bây giờ nguyên đám mình qua cái nhà đó chơi kiểm chứng luôn. Trời, không phải mày thấy con em tao gì mày cũng muốn đi chơi đấy. Nhất quỷ gì ma thứ ba học trò là mày đi một mình đi. Mày làm gì mày cào gì vậy? Em calm đó chị, em calm với đau chị. Hay mình qua đó mình tìm hiểu thử với chị. Hiểu hả? Dạ. Chơi không chị? Nói gì sao tao dám chơi? Chơi không? Chơi. Trời ơi là trời, cái nết tao thiệt. Mày tức cái lòng ngực tao ghê luôn chứ. Thì mày nói mẹ nó chơi thì mày đập vô người mày làm sao? Chơi kịch tính. Trời ơi. Chơi. Vậy tối nay mấy giờ? 12 giờ đi cho nó linh. 12 giờ trưa hả? Tối mà 12 giờ trưa. Cái con này bởi vì mày bị nó nhát còn thấy rồi. Nhưng mà chị nụ, hay mình dời xuống thành 10 giờ đi. Gì vậy? Giờ đó livestream đông người coi hơn. Trời ơi. Song Thư, Victor, Thanh Mai, đủ chưa? Chưa. Giải tán tối gặp. Trời đất ơi, gì mà kéo kẹt đi nữa hà? Đốn đâu giờ? Trời đất ơi, trời. Thư ơi, từ bình tĩnh con. Đi cái gì vậy con? Con ơi, có chơi gì cũng từ con. Thư ơi. Thư. Thư ơi. Có giờ. Bình tĩnh con. Mấy đi về đi. Chạy. Thư ơi, Thư. Con rủ mọi người đi qua đây chơi trò gì không? Cầu cơ.
con ơi, mày biết lựa chỗ chơi quá con. Hư. Rồi rồi. Nó đi về con. Đi về. Nó mồ kìa. Lửa kìa. Mẹ ơi lửa kìa mẹ. Con đi về. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn ở khắp mọi nơi, ghé đây đàn đàn. Trời ơi, nói không phải làm như vậy. Hương ơi. Hả? Nó muốn lấy cái chân của một người. Chuột. Chắc ở đây nhiều chuột. Sao ơi. Yeah.